Chào tất cả anh em, mình là Tài Bộ Độ. Hôm nay mình làm clip test bô Akamovic lon chày full carbon. Con bô này thì mình chỉ là lối slip on ra thôi và vẫn để bầu hơi zin. Về chủ xe là đi trong ngõ xóm nhiều nên là muốn âm thanh nó trầm ấm vừa phải thôi. Em hãy nổ máy đi em. Quá đẹp luôn. Test luôn con này hai tiêu điện thể. Đây mình làm hai xe một lúc thì con này lúc trước mình làm clip test một tiêu rồi, bây giờ một tiêu anh trai vẫn cảm thấy nó hơi to nên là bây giờ mình làm hai tiêu. Một tiêu đút ở cổ và một tiêu đút ở bô. Em ve ve của anh một tí cả. Đổ thô hơn gì một tí thôi. Gang ti thì chẳng khác gì đổi zin luôn. Cực hay. Hai anh em. Một thằng 29, một thằng 89. Rất đẹp.